Giá tôm ngày mới ngày 6 tháng 4 năm 2022. Lời nói đầu tiên, thủy sản Yến Duy chúc quý vị và anh chị e ngày mới đầu tuần nhiều thành công. Vào ngày hôm nay, tôm giá thẻ thương phẩm tại ao như sau. Đầu tiên là size tôm 20 con 1 ký hiện tại 215.000, cộng trừ 1 con 10.000 đồng, giảm 3.000, 25 con 1 ký 172.000, cộng trừ 5.000, giảm 2.000, 30 con 154.000, lên xuống con 2.000, giảm 1.000, 40 con 138.000, cộng 1.000 trừ 2.000, giảm 2.000, 50 con 1 ký 127.000, cộng trừ 1.000, 60 con 119.000 cộng trừ 500, đã giảm 1.000, 70 con 115.000 cộng trừ 500, giảm 1.000, và 100 con 1 ký hôm nay giá 98.000. Giá tôm hôm nay đã giảm điều ở các size, nhưng giá tôm vẫn còn ở mốc có lợi nhuận cao, chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm. Vâng, đó là giá tôm tại khu vực miền Nam Việt Nam. Giá trên ao bạc, giá ao đất sẽ thấp hơn ao bạc tầm khoảng 1-4.000. Giá tôm sẽ còn tùy thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như từng bầy tôm, vị trí ao, số lượng tôm mà có giá khác nhau. Và đây là giá sàn chung để chúng ta tham khảo và an tâm sản xuất tôm. Tiếp theo phần bản tin, thủy sản Yến Duy sẽ gửi đến quý vị thông tin về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi, để chúng ta cùng nắm bắt thông tin và thả bầy tôm tiếp theo. Hiện tại, công ty giống CB giá 154 đồng đang khuyến mãi 30% tại Bạc Liêu. Công ty giống Việt Úc giá 135 đồng đang hỗ trợ khuyến mãi 30%. Công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn 116 đồng. Hoàng Lộc công nghệ cao giá 126 đồng và đang khuyến mãi 50%. Tôm càng xanh toàn được giá 180 đồng. Thông tin về giá giống cũng như khuyến mãi đã khép lại phần phân tích thị trường thủy sản tại thủy sản Yến Duy vào ngày 6 tháng 4 năm 2022. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến thủy sản Yến Duy, là đơn vị chuyên cung ứng giống, thuốc men thủy sản, đồ nghề, thức ăn thủy sản, lắp đặt trọn gói ao bạc công nghệ cao, uy tín làm nên thương hiệu. Quý vị thấy clip ý nghĩa không quên đăng ký kênh hoặc like trang và chia sẻ cho bạn bè người thân cùng theo dõi video nhé. Xin chúc bà con vụ mùa thành công và nhiều sức khỏe. Xin chào.